Bây giờ nó đang lùa lên chuồng để chuẩn bị xuống giả nha các bạn. Nay đừng nghỉ sớm hết rồi ha. Nay mắc kèo bắt chuột rồi. Bài này 5.000 mấy đó các bạn. Làm gì? Gì hả? Bên đây như quay gặp cô Út nữa nè các bạn, cô Út thang dịch nè. Đây cha cô Út đẹp dữ vậy ta, nói giờ mới thấy cô Út luôn. Rồi, Út quá đẹp các bạn thấy không? Trời ơi, mặc đồ kìa. Dí mới được. M3 luôn à. Mày này 5.000 mấy không ta? Rồi bắt đầu xịt dịch. Chuyển xuống gã các bạn. Rồi tiếp tục đi từ từ vậy nghe các bạn, chứ không có đi một lần hết à. Thank you.
ngang, cắt ngang. Cắt ngang. Rồi chị mới nói đem bên đây. Rồi còn hơn nữa không bạn. Rồi mở lại chị. Đây anh ở chỗ này cho, anh ở chỗ này cho. Nè, tìm đúng chỗ này nè. Người mà đó nó cặp mé đó. Anh ở đây được không? Rồi. Rồi, tấm này nó là hết nha các bạn. Đi tới chị. Chạy lại đi, rác rơm này đi, lưới hoa hả cuốn? Rác rơm qua cuộn rồi, dâm đây cuốn bảy đi. Quá đẹp luôn. Tấn công vô, tấn công vô. Ôi đã xuống 5.000 mấy rồi đó nha các bạn.